Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua đến từ thương hiệu của Gian. Và đây là lần đầu tiên em về chiếc Gian OCR 5700. Chiếc xe được nâng cấp lên một bộ Mayer Carbon bạc đạn cối nổ các bác nhé. Anh quay rất là kêu và bon. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu trắng trắng đen. Chiếc OCR màu đen, chữ Gian màu trắng, nhìn rất là thể thao. Em sẽ lướt qua nước sơn của xe. Và chiếc xe được người chủ trước đã dán một lớp gọi là lớp chống xước các bác nhé, chống xước dọc khung đây để chống xước xe, bóc ra thì cũng sẽ như mới luôn. Em để nguyên. Đây chiếc xe Gian OCR 5700. Đây là một mẫu lần đầu tiên về tại ứng em. Trước đây cao nhất là em lấy là 5500. Đây là 5700. Cọc yên và yên nguyên zin của Gian các bác nhé. Nguyên bản theo xe. Yên còn rất là mới. Dây xe được đi dây âm sườn. Bộ phanh 3 mảnh của Shimano Sora. Gạt đĩa của Shimano Sora. Vẫn là bộ khung AluXL DM1, công nghệ làm nhôm độc quyền của Gian. Và SL cao cấp hơn AluX thông thường các bác nhé, cho bộ khung nhẹ và bền hơn. Củ đề của Shimano Soda. Như các bác thấy đây thì Mayer của xe là Mayer Carbon bạc đạn cối nổ luôn. Căm dẹp, căm lá hẹo. Bộ vành máy ưa của RXR các bác nhé, Superline X9. Máy ưa carbon là cao cấp. Phần trước càng nguyên zin của Gian, nguyên bản theo xe. Gidong Uno 6000 series aluminum, nhôm siêu nhẹ các bác nhé. Phanh trước của xe cũng là phanh của Shimano Sora. Phía bên trên đây tay lắc đồng bộ theo xe cũng của Shimano Sora các bác nhé. Tay lắc 9 tầng bên lip và 2 tầng của Shimano Sora. Bên đĩa cho xe 18 tốc độ. May ở trước của xe quay rất là bòn, quay rất là đều. Em sẽ quay thông số lốp. Cơ lốp là 700x25C. Đây là một lốp cơ bản của dòng xe đua. Đùi đĩa của Shimano Sora. Xe được sử dụng nguyên một bộ group của Shimano Sora các nhé, không lai món nào, nguyên một bộ luôn. Bê đan bi vòng rất là trơn.
Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe trên khung UI size S. Xe có size đứng là 47-48 các bác nhé. Ngang là 51. Phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Em sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Vị trí tầng lip, tích của lip còn rất là tốt. Lên lip, xuống lip, bánh quay rất là đành. Phía tay phải em là bộ đùi đĩa hai tầng của Sora. Lên đĩa, xuống đĩa. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Gian OCR 5700. Chiếc xe được sử dụng nguyên bộ group của Shimano Sora. May là carbon các bác nhé, carbon bạc đạn cối nổ. Xe được bán lại ở nghe mức giá là 10,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền hỏi 1 năm. Các bạn có thể nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kim Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác theo dõi video.